Xin kính chào quý vị khách hàng cùng anh chị em và các bạn. Hôm nay đội ngũ Thịnh Phát xin trân trọng giới thiệu đến quý vị khách hàng quy trình sản xuất bàn ghế nu y gỗ cẩm lai kết hợp gỗ nu. Hôm nay là em sẽ quay phần xương và phần mộc và phần hoàn thiện quý vị xem. Đầu tiên là em sẽ quay phần mộc, phần xương. Ở đây là khung quý vị, khung và mặt. Bàn ghế nu y là lườn cong và làm rất là tốn gỗ như quý vị nhé. Còn đây là anh thợ đang đục để đục lên được thành công và xong bộ bàn ghế nu y 9 món, là một người thợ phải đục đến 2 tháng mới xong quý vị. Chân rất là lõi quý vị, cong vân rất là đẹp. Nếu như quý vị khách hàng có thắc mắc hoặc chưa hiểu về những giá cả và quy cách sản xuất kích thước của bộ bàn ghế nu y 9 món, xin hãy liên hệ về đồ gỗ Thịnh Phát để được bên em giải đáp và giá cả cụ thể hơn. Đây là phần hoàn thiện phần mộc của quý vị. Bàn ghế nu y này thì không thể sản xuất ồ ạt và nhiều như các mặt hàng khác như quý vị nhé. Vì hàng này là hàng cổ điển, hàng cao cấp, cho nên là làm rất là lâu và giá thành thì nó cũng rất là cao, vì hàng của nó rất là đẹp. Tiếp quý vị. Bộ này thì nó có là 9 món, nó có 2 cái chai và 4 cái chiếc, một bàn và 2 cái đôn quý vị. Quay hàng mộc quý vị xem, gỗ rất là lõi, nu rất là đẹp. Nu này là bây giờ một cân của nó là rất là nhiều tiền nha quý vị nhé, 2 triệu đến 3 triệu đến 5 triệu một cân. Nu là bây giờ rất là vô giá, rất là quý hiếm, gỗ rất là mắc. Để làm lên một bộ ghế mà nu đẹp thì giá tiền rất là cao và phải đòi hỏi những người, những vị khách hàng có hiểu biết và về loại gỗ nu này và có thể mới bỏ số tiền ra mua được. Khi hoàn thiện từ cái khâu mà xẻ cưa gỗ rồi là khâu đục đến khâu hoàn thiện là 3 tháng quý vị. 3 tháng là bắt đầu mới hoàn thiện xong toàn bộ phần mộc và phần sơn quý vị nhé. Bên em thì làm rất là nhiều mặt hàng. Nếu như quý vị khách hàng có nhu cầu hoặc là xem các sản phẩm khác, xin hãy truy cập vào trang web đồ gỗ Thịnh Phát .com và trang nội thất gỗ cẩm lai .com và
kênh Phân Mây, đường hồ mỹ nghệ cao cấp cùng tỉnh Pháp. Trong đó có rất là nhiều mặt hàng và có rất là nhiều màu mã, quý vị có thể truy cập vào đó xem và lựa chọn cho mình những sản phẩm, những mặt hàng, những màu mã để đặt và theo ý muốn của mình. Quý vị có thể gọi điện về cho đội ngũ Thịnh Phát qua số điện thoại 0911 728 939. Số này có thể các quý vị khách hàng của các bạn truy cập vào Zalo đội ngũ Thịnh Phát có dấu như quý vị. Chân rồi là ướm này, lườn cong rất là đẹp nha quý vị. Đấy là ghế dài đấy, trường ghế đơn. Đây là mật nu, đến đây em xin tạm dừng quay video. Đây là phần sơn nha quý vị. Chúc quý vị khách hàng luôn luôn mạnh khỏe. Nếu như quý vị khách hàng xem được video này, nhớ đăng ký kênh cho đồ gỗ Ung Thịnh Phát để được bên em có nhiều video và có nhiều sản phẩm đăng lên cho quý vị khách hàng tìm hiểu. Và nhớ đăng ký kênh cho đồ gỗ Ung Thịnh Phát. Xin chào và hẹn gặp lại.